ngày 170 mấy anh em ạ. Ngực, okay. Ngực với cả vai giữa. Wow. Tay của mình vẫn còn chưa hết đau sau cái buổi đi tập ở Small Gym với idol Giang Hoàng. À đấy, quên bảo bạn là đấy, vừa hai hôm trước là vào thứ hai, đúng rồi, đúng hôm Tết Dương Lịch luôn, là mình đến Small Gym để mình quay cái buổi tập tay đấy với anh Giang. Thì cái video đấy chắc là đến thứ ba tuần sau mới có anh em ạ, để đăng vào, anh Giang bảo là ai cũng quay và đăng vào thứ ba, vào cái series thứ ba kỹ thuật luôn. Thì mình sẽ đợi đến cái ngày thứ ba tập sau đấy để mình đăng, thì hai anh em cũng đăng luôn. Chứ nếu bây giờ mình đăng trước thì mọi người xem mình lộ hết, thì cho nên là thôi. Dạ không có gì quá đặc biệt đâu, thì mình với anh Giang hai anh em ego lifting thôi, tập tay anh em ạ. Đấy. Là ngay sau cái buổi lưng mà mình quay cho các bạn ở nhà ấy, cái video tập lưng đấy, là ngay sau hôm đấy đến chiều hôm sau là mình đi tập ở Small Gym luôn. Mình không hiểu sao video mình tập ở nhà nó lại nhiều tương tác thế, khá là khó hiểu. Cái video tập lưng mà các bạn vừa xem hôm trước ấy, 20.000 view, mình kiểu ơ như nào, anh em thích sao mình tập ở nhà. Ai da, có bạn comment là tập ở nhà không gian rộng rãi, cảm giác phòng, cảm giác nó đỡ ngột ngạt hơn. Mình tập ở phòng đông người xong các thứ xem nó ngột ngạt cả người xem lẫn mình luôn. Đấy, mình đọc cũng thấy cũng đúng, chắc là mình sẽ phải quay thêm video tập ở nhà thế cho anh em xem. Rồi, về quê mình đã mô phỏng lại cái buổi tập ngực của mình, buổi tập chống đẩy của mình ngày xưa, thì đấy nó giống hệt như cái buổi mà mình kéo xa thôi, đấy là mình chỉ chống đẩy, mình chống như biến thể ngày xưa là mình hay tập như thế. Được rồi, hôm nào mình về nhà mình quay tiếp cho anh em xem một buổi nữa. Rồi, qua lại với buổi tập ngày hôm nay, chúng ta hãy tập ngực. Ngực là một động cơ cực kỳ phò với mình. Hôm trước thì mình tập với anh Huy Lê bởi ngực đấy, thì mình tập nhiều volume bình thường, thì về thì thấy ngực đau hơn anh em ạ. Chắc là hôm nay mình đã tăng lên đi. Bình thường là mình tập 6 set ngực đúng không? Hôm nay là 7 hoặc 8 set cho ngực đi. Ok. Có thể là nhiều hơn. Để mình xem á. Rồi bây giờ mình sẽ đi khởi động cái khớp vai nhá. Bởi vì ngoài cái phần ngực mình phế ra ấy, thì cái phần khớp vai, cái phần chóp xoay vai của mình nó cũng có vấn đề, đặc biệt là cái bên trái này, là cái bên hay là bên phải nhỉ, chung là cả hai bên nó đều không linh hoạt cho lắm, cho nên là mình cần phải tập cái bài xoay ngoài nhiều hơn cho phần vai của mình. Đấy, theo lời chú Huy bảo mình thế. Đây, bài mình khởi động vai trước khi đẩy ngực sẽ là bài này anh em ạ. Trước khi mình vào mình lại khởi động tiếp vào bài đẩy ngực nhé, thì đầu tiên sẽ là bài khởi động này. Các bạn có thể thay bài này bằng bài face pull, tập với cái dây thừng nha anh em. Các bạn cầm hai tay như này này, các bạn tập như này đấy, để các bạn khởi động vai nó chỉ như này thôi. Khởi động anh em ơi. Thường thì sẽ có hai lượt khởi động, một là các bạn khởi động ở ngoài, khởi động các khớp các kiểu ấy, xong bắt đầu vào bài đấy các bạn khởi động tiếp một lần nữa, tăng dần tạ từ nhẹ nặng lên, sau đấy các bạn vào thất chính. Ok, chứ các bạn đừng đến phòng phát các bạn nhảy vào các bạn tập sát chính luôn là đứt đấy. Rồi, đây sẽ là set khởi động cuối cùng. Một bên là 40 cân anh em ạ. Sau set chính mình sẽ để 45 cân một bên thôi, nhưng mà đang hơi đắn đo tại vì cái cổ tay của mình nó vẫn hơi đau nhẹ. Vì đây là set khởi động cuối cùng nên là mình chỉ làm độ 2 cái thôi nhé. Cái mức tạ nó rất gần với cái top set của mình rồi. Rồi.
Sao cái này thấp thế nhở? Mẹ cứ kéo dịch ra ngoài tí. Ok. Rồi, 45 cân một bên. Mình nghĩ là mình đẩy được độ 7 cái rồi nha mọi người. Bởi vì hôm nay mình thấy không khỏe như mọi hôm. Con này vào đây cứu bạn cái nào. Mẹ này tao hít thở đã. Tao cần phải tập trung. Đẹp cái đầu tôi. Đây. Đẹp cái đầu tôi. Đéo được. Đéo được rồi. Đéo được. Sao mà đẩy cái nữa thì cái đấy chủ yếu là mày kéo lên. Đấy. Đúng cái 35 à? Mình chơi cũng 35 cân nha anh em nhé. Cô này lấy cái điện thoại trong nhé. Ui đâu. Quên mất cái điện thoại ở túi. Lại lỡ tay đặt mẹ của 35 cân lên thì thôi đấy. Hồi bài thứ 2 sẽ là bài đẩy cước chéo với tắt đơn. Mình chơi cục 35 cân đầu tiên anh em nhé. Nặng ác. Mẹ cái ghế này nó cứ trơn đi tao xuống khó chịu quá. Rồi vẫn 35 cân nha anh em nhé. Mà đéo được. Rồi. Bài thứ 3 là đẩy máy anh em nhé. Bài này thì chắc là lúc nào giờ đẩy full stack thôi, kể cả nó là bài thứ 2 hay là bài thứ 3. Đẩy chết nha anh em nhé. Hết sức rồi. Thank you.
Đấy, nếu mình không thêm tạ thì nó sẽ bị hơi nhiều rep một tí. Nếu mình thêm cùng 10 cân ở ngoài vào thì chắc là chỉ làm được khoảng 12 cái. Success vừa rồi, 20 cái anh em ạ. Rồi, thì cái máy đẩy ngực kia nó quá đông. Mình định tập 2 set của máy đấy nhưng mà thôi, đông quá, đợi lâu quá. Giờ đây tập này luôn. Quá. Phòng này đúng không? Nó thật là đông như cái chợ anh em ạ. Vào cái giờ này là đông, em phải tưởng tượng luôn. Đuối rồi. Thế cái tầm mà các bạn tập cái bài này cuối cùng ấy, fly cuối cùng ấy, nó sẽ vào tay trước rất là nhiều luôn, bởi vì lúc ấy ngực bạn rất mỏi rồi. Ngực cái vai bạn rất là mỏi rồi. Xong một set này nhiều khi bạn thấy pump tay trước hơn là pump ngực. Làm thêm một set dip cho ngực dưới nữa nha anh em nhé. Rồi, một set dip ở trong này. Yo, để cứ thất bại luôn nha anh em nhé. Mình chỉ tập với body weight thôi là không quan tâm rep, làm chết thôi. Wow, mẹ tao đánh đuối vãi đi. Lần nữa. So chest. Huh.
Đấy, sau năm 2024 là khi nào mình mất múi thì mình sẽ bắt đầu cắt tinh anh em nhá. Bây giờ là vẫn nhìn thấy ít nhất là 4 múi. Múi dưới đấy có thể không thấy nữa, nhưng ít nhất là mình vẫn đang thấy 2 cái múi trên này. Và khi nào 2 cái múi này biến mất thì mình sẽ bắt đầu series cutting cho anh em xem. Sau lúc ấy tầm 95 cân là bay 2 múi trên rồi anh em. Bây giờ là mình đang khoảng độ 88.5-89 cân. Rồi. Bye bye. Đây set thứ 2 và bye bye rồi, nhưng mà mình mới quay được thì set vừa rồi mình quên anh em ạ. Mà set đã góc xong rồi. Đứng vào tập như thật. Tập xong quay ra nhìn vẫn thấy màn hình đen xì, chưa quay. Màn này 4 set anh em, 4 set đến như thất bại. Ở đây là set thứ 2 rồi, set đầu tiên mình quên không quay. Chọn thấy áo đẹp không? Áo của Gymlab đấy. Ai nào thích thì có thể lên shop của Gymlab mua. Ok. Hoặc các bạn có thể lên TikTok shop của mình. Nếu các bạn muốn ủng hộ mình, chiếc áo giống Toji Fushiguro của Gymlab Compression shirt. Xong rồi đấy. Rồi một nhóm cơ mình rất hay bỏ qua bên cạnh cái phần bắp chân của mình. Đấy, đây là bụng. Rồi hôm nay mình quyết định sẽ tập thêm cả bụng. Và cái bài mình chọn giống như trong video mình tập bụng lần trước có hai bài thôi, hai ba bài, liên quanh hai ba bài thôi. Một là bài này, hai là cái bài treo xà đá bụng. Nhưng mà mình thích bài này hơn bởi vì bài này cái độ ổn định nó cao hơn rất là nhiều so với cái bài treo xà đá bụng. Yo. Năm rồi đã. Ừ.
Lên đi con này. Mạnh lên. Ít nhất 10 nhá. KPI mỗi set là ít nhất 10 cái. Trời rồi, ăn nước quá. Đi. Ê vật. Thằng này. Thôi, đưa tay đây, nắm lấy tay anh. Đi con mẹ gay quá. Đi. Anh em bỏ qua đoạn vừa rồi đi nhá. Trông nó hơi gai lọ tí. Con mẹ. Đi với tí mày đéo lên được, tao bảo mày rồi mà. Cái bài này là mày tập. Bài này khi các bạn quá mỏi, các bạn nhiều khi không thể vùng lên được để ngồi dậy anh em. À, mình biết tại sao cái set vừa rồi mình lại cảm thấy dễ hơn mọi khi rồi. Tại vì ghế nó không dốc như thế này anh em ạ. Mà mình đã đổi sang cái ghế bên này nó dốc hơn. Và có vẻ cái set này nó sẽ khó hơn cái set vừa rồi đấy. Ít ăn lâu rồi. Đi con mẹ. Tao đéo lên nữa con này. Đéo, bố mày tự lên được. Không cần sự giúp đỡ của mày. Một cái sự thật. Chắc là các bạn biết rồi. Đây là tất cả các bài tập bụng. Sẽ không làm cho bụng của bạn nhỏ đi. Về lý thuyết thì là khi các bạn tập một nhóm cơ nào ấy, thì nhóm cơ đấy nó sẽ chỉ to ra được thôi. Chắc chắn luôn. Không thể nào tập để cho nó nhỏ đi được. Thế cho nên là các bạn nghĩ là tập bụng để eo nhỏ đi thì không phải đâu. Các bạn tập bụng thì cơ bụng của bạn đã dày lên và bụng của bạn đã to ra. Đấy. Cách để làm cho bụng của bạn nhỏ đi chỉ có cách là giảm mỡ thôi các bạn. Yo, sắp cuối. Ba sắp bụng rồi. Ui, sắp chuột rút rồi. Đéo lên được à? Chịu rồi. Mình dùng tay để mình kéo lên này. Rồi, xong ở đây anh em ơi. Rồi, sau là video này sẽ kết thúc ở đây thôi. Và các bạn hãy chờ đến thứ ba lần sau nhé. Thứ ba lần sau sẽ có video tập với idol Giang Hoàng ở Sport Gym. Đừng bỏ lỡ video đấy, ok? Một video rất là bùng lổ đấy. Mình phải giật quả tít như nào nhỉ? Ego lifting cùng idol Giang Hoàng tại Sport Gym. Ngay nó thấy hấp dẫn à? Được đấy anh em ạ. Thứ ba lần sau nhá. Sáng thứ ba lần sau. Hoặc là trưa. Mình đang cùng giờ, mình hỏi anh Giang là mấy giờ anh đăng thứ ba kỹ thuật. Mình đăng cùng giờ luôn. Đấy. Ngày mai hoặc ngày kia mình quay nấu ăn cho các bạn nhé. Hoặc có thể là tuần sau đi. Các bạn lười quay nấu ăn quá. Cái đèn nó cháy ở bếp mình vẫn chưa thèm thay anh em ạ. Cho nên là chắc là chưa quay nấu ăn cho các bạn đâu. Mình cứ bảo mình quên mình cầm đèn ở nhà mình đi. Tại nhà mình bán đèn anh em ạ. Nếu các bạn không biết. Nhà mình bán tất cả loại đèn. Bảo anh Quân là mày để đấy, để cái đèn đấy, để tao mang đèn nhà tao đi, mày không phải mua. Nhà mình vẫn toàn quên, để mang đi. Mình còn thằng rất hay quên nên là cái đèn cháy đấy vẫn chưa thay được. Nhà chưa thể quay nấu ăn cho các bạn trong đấy được. Tuần sau đi. Chắc chắn tuần sau sẽ có một video nấu ăn. Ok, rồi còn video này sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video đến những giây phút cuối cùng. Chào anh em nhá.
về làm nốt Q&A với cả cái gì nhỉ, video đi tà xùa đúng rồi. Rồi về thôi.